Sau khi Hôm qua chống nhưng mà chị có lại vài nhóm cú sắc này răng đó. cửa hầm Em trên, làm xong đây. thì nói chung em ăn uống em cũng hạn chế, đừng có cắn gì cứng nhiều, mình giữ gìn thì ăn cháo mà đâu có như cái răng nguyên của mình được. Rồi xong rồi, cảm ơn em.